Mộc Sơn là ngọn núi thế nào? Đây là một trong năm thế núi cơ bản để định huyệt. Đặc điểm cơ bản của núi hình mộc là rất cân, thẳng, tròn, cao vút như cái cột. Mộc Sơn ở vùng núi cao hay đồng bằng đều có. Tuy nhiên, ở vùng núi thì dáng núi cao thẳng như chiếc bút lông dựng đứng có chi cước uyển chuyển bao bọc. Núi này ở vùng đồng bằng thường mềm mại, tròn, bằng thẳng có chi cước nằm ngang mà kéo dài. Trong sách Ngũ Tinh Chấp Mạch Chính Biến Minh Đồ, Không Thạch Đạo Trưởng có nói rằng hình thế, đỉnh, chân của Mộc Sơn Thanh Tú, bóng đẹp tròn, sạch sẽ là cát, nghiêng, lở, tản, phá, nát, phù là hung. Theo thuyết ngũ hành sinh khắc, nếu hậu long là kim sơn khắc hung, Mộc Sơn là núi tôn quý, kết huyệt, ít sát khí gia chủ, con cháu giỏi văn chương. Nếu nhà cửa cao, trước không có nhà phụ là nhà hình mộc, nhà không lệch gọi là nhà Mộc Sơn, xuất nhập văn xương, gia chủ phú quý. Kỵ nhà chính hình chữ nhất, sâu hẹp mà dài hoặc ngang bằng mà thẳng dài gọi là mộc tinh thủy đầu chủ con cháu nhiều bị điên hoặc mắc bệnh phong. trong sách địa lý tỉnh tâm lục có nói rằng mộc tinh hành đông thì phát tài lớn hành tây xuất quý chủ ly hương nhập hỏa thì bệnh tật trộm cắp nhập kim khắc trưởng chủ, chủ thay vợ nếu thủy sơn ngắn mộc sơn dài là con nuôi nối nghiệp nếu mộc sơn nhập thổ thì chủ giàu ba đời có vợ mới con trai vượng mộc tinh mang đá đến phương nam sẽ bị bệnh ung thư nếu mộc tinh mang đá đến phương nam sẽ sinh con ngu dốt mộc tinh gặp thủy đương diện khứ thì con giữa ly hương cát nếu ở bên trái xuất hành trường thì con trưởng ly hương